Ok, chúng ta sẽ cùng đến với bài của Thanh Tú nào. Em chào thầy và mọi người ạ. Bài phố cổ, khóa cơ bản của em vẽ được một nửa từ năm ngoái. Vẽ đến bây giờ mới xong, nhờ thầy và mọi người góp ý. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm của Tú nào. Một cái bài mà nhìn lia qua cái là biết là sự tỉ mỉ, đúng không? Cũng như là rất là trau chuốt trong quá trình mình làm và bám rất sát theo những cái video mà thầy hướng dẫn. Tú thì thầy đánh giá là một học viên cũng rất là cố gắng trong các từ bài trước, từ bài đầu đấy đến thời điểm hiện tại. Chúng ta thấy là có thể học hỏi Tú được tưới cây này, bạn làm rất tốt này. Bài tốt nhá, em nhá. Đang được tầm khoảng 90% rồi so với mẫu rồi. Cái mây nữa thì đang hơi chê mà thì cái mây đang hơi lộn nhộn và mây này đang hơi bị to, nó thành hơi bị thô và bị gần. Nên là Tú có thể là cho cái mây nó tải ra một tí nữa. Bây giờ với cái lùm to này nhá, em sẽ đưa cái màu xanh nền này này, xanh của nền trời nhá, đưa vào đây thêm để xẻ bớt cái lùm to ra để cho nó cái mây nó lững lờ, nó trôi ngang ra thôi. Đấy, bên lùm bên trên đỉnh cao nhất này cũng thế này. Những cái miếng vàng chúng ta cũng phải cho nhẹ nhàng hơn một tí này. Đấy, còn cách làm tỉa vây tỉa mái rất là tốt, nét. Đấy, như cái độ bên này thế này. Cái cây góc này thì mình có thể cái phần đậm bên dưới em. Em có thể cho cái lớp lót đây góc bên cánh bên trái này thì mình đưa thêm cái độ trung gian sáng hơn lớp lót, giấu bớt cái lớp lót này cho thầy đây, giấu bớt cái lớp lót mà mình chấm nhá, không để nhiều lớp lót quá. Bên này thì sẽ tốt hơn này, đấy không thấy lớp lót mấy đúng không, góc bên này thì này không thấy lớp lót mấy đấy, còn bên này đang hơi nhiều, tức là mình độ sáng thì ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cài tích cực thêm độ trung gian nữa cho nó bung mềm hẳn ra cho thầy. Cái dáng người tương đối và khá là chuẩn tỷ lệ rồi. Cái phần vải sau với nhân vật nam bán hàng này, hay là cái bạt đấy, cái góc đấy là chưa được đẹp lắm. Cái màu nó hơi bị chua, màu vàng đặt cạnh màu xanh đúng không? Màu hồng hồng, cái màu hơi phản quang. Thì mình kiểm tra lại cái bài mẫu thầy làm, hoặc là mình có thể lên mạng mình search cái bán vải, đặc biệt là của người Thái Bình đấy, Thái Bình hoặc Hòa Bình đấy, ở Kim Bôi Hòa Bình thì là nhiều nhất nhá. Đấy, là chúng ta thêm tầng vải vào cho đẹp này. Kỹ thuật chấm lùm cây và vỏ cây tương đối, nhưng mà cố gắng nó bông hơn tí nữa. Bắt đầu ra rãnh được rồi và ra sáng tối rồi, nhưng mà thầy vẫn cảm thấy nó hơi nát do là cái nét của em, nét 1, nét 2 nó khá là dày. Đấy, như bên này đoạn gốc tốt hơn này, gốc tốt hơn, nhưng mà đoạn thân trên này đang hơi bị nát, hơi bị bẹt là do cái nét dày quá thì bị vỡ nhiều quá. Còn cái màu tường, màu hồng, màu vải tạo chất này tốt rồi. Cái chất tường này mình có thể muốn sáng hơn thì em vã thêm một cái lớp bằng bay nữa nhé, một tông sáng hơn, hồng sáng hơn thì nữa. Mấy cái dáng người góc này đẹp này. Đấy, nghiên cứu nhé. Bánh của anh xích lô này nó hơi bị méo này, bánh trước nhé hơi méo, phải tròn trịa như bánh sau một tí hoặc là elip hẳn nhé. Còn dáng người bắt tương đối chuẩn xác rồi. Ok, một bài khá là tốt, có thể cho rằng là cũng rất là cố gắng rồi, cố gắng duy trì và chúng ta chuẩn bị năng lượng, chuẩn bị tinh thần, vận dụng tất cả những kiến thức của bài cơ bản này vào nâng cao thầy nhé.